thiện hiện đại bồ tát vì muốn hữu tình mau được giải thoát các khổ sanh lão bệnh tử sầu than buồn lo bức bách vân vân an trụ cảnh giới vô dư y niết bàn nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là đại bồ tát vì muốn làm chỗ quay về đương tựa cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Thế nào là Đại Bồ Tát vì muốn làm nhà ở cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? thiện hiện nếu đại bồ tát muốn vì hữu tình nói tất cả pháp đều chẳng hòa hợp nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là đại bồ tát vì muốn làm chỗ ở cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là tất cả pháp đều chẳng hòa hợp phật dạy thiện hiện các sắc chẳng hòa hợp, tức sắc chẳng lệ thuộc nhau. Nếu sắc chẳng lệ thuộc nhau, tức sắc không sanh. Nếu sắc không sanh, tức sắc không diệt. Nếu sắc không diệt, tức sắc chẳng hòa hợp. Thọ tưởng hành thức nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Các đại bồ tát muốn vì hữu tình nói tất cả pháp đều không có sự hòa hợp này nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là Đại Bồ Tát muốn chỉ rõ con đường cứu cánh cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện Đại Bồ Tát hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà vì hữu tình mà thuyết pháp như vậy, sắc bờ kia, tức chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức bờ kia, tức chẳng phải thọ tưởng hành thức nói rộng cho đến trí nhất thiết bờ kia, tức chẳng phải trí nhất thiết, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bờ kia, tức chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết như tướng của tất cả sắc vân vân bờ kia thì tất cả pháp cũng vậy cụ thọ thiện thiện liền bạch phật nếu tất cả pháp đều như sắc vân vân là tướng của bờ kia thì vì sao đối với tất cả pháp đại bồ tát còn phải hiện đẳng giác để làm gì vì sao vì chẳng phải trong sắc ở bờ kia có sự phân biệt như vậy nghĩa là đây là sắc đây là thọ tưởng hành thức nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy chẳng phải trong sắc ở bờ kia có sự phân biệt như vậy nghĩa là đây là sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng như vậy cho đến chẳng phải trong trí nhất thiết tướng ở bờ kia mới có sự phân biệt như vậy nghĩa là đây là sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng vì tất cả pháp bản tánh là không thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát có thể làm việc khó làm, nghĩa là tuy quán tướng của tất cả Pháp đều vắng lặng, thậm thâm, vi diệu, mà tâm chẳng bỏ mất, lại nghĩ như vậy. Ta đối với Pháp này đã hiện đẳng giác rồi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị Pháp vắng lặng sâu màu ấy. Đó là đại Bồ Tát muốn chỉ đường cứu cánh cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thế nào là đại bồ tát làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện thì như giữa biển sông hồ lớn hoặc nhỏ có khoảng đất cao nổi lên có thể ở được có nước xung quanh gọi là hòn đảo thiện hiện như vậy sắc cho đến thức đoạn dứt giai đoạn trước sau nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều đoạn dứt giai đoạn trước sau do giai đoạn trước giai đoạn sau này đoạn dứt nên tất cả pháp đều dứt giai đoạn trước sau của tất cả pháp đều dứt tức là như thật vắng lặng nhiệm màu nghĩa là niết bàn không vô sở đắc đạo đoạn ái tận vô dư tạp nhiễm vĩnh diệt kín cánh thiện hiện đại bồ tát cấu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị các pháp này đã đoạn dứt giai đoạn trước sau là như thật vắng lặng sâu xa nhiệm màu đó là đại bồ tát làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Thế nào là đại Bồ Tát muốn làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà. thiện hiện đại Bồ Tát vì phá vỏ vô minh trong đêm dài từ lâu đã che khuất hữu tình nhiều lớp tối tâm, vì muốn trị bệnh mắt vô tri cho lại hữu tình giúp cho họ sáng suốt, vì chiếu sáng cho tất cả hữu tình ngu mờ nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đó là đại Bồ Tát vì muốn làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đà Thế nào là Đại Bồ Tát? Vì muốn làm đúc sáng cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà Thiện hiện Đại Bồ Tát Muốn vì hữu tình tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa và nghĩa lý kinh điển chân thật tương ưng bốn nhiếp sự, phước điện dạy bảo, làm cho họ siêng năng tu học, diệt trừ các loại vô minh đen tối nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Đó là Đại Bồ Tát, vì muốn làm đức sáng cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Thế nào là Đại Bồ Tát, vì muốn làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thiện hiện đại Bồ Tát muốn làm cho những hữu tình đi theo tà đạo phải xa lìa bốn chỗ không nên đi và chỉ cho họ con đường duy nhất để quay về nẻo chính vì làm cho kẻ tạp nhiễm được thanh tịnh kẻ sầu não được phấn khởi kẻ buồn khổ được vui mừng kẻ phi lý được đúng lý kẻ lưu chuyển được hoàn diệt nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là đại Bồ Tát vì muốn làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà. Thế nào là đại Bồ Tát vì làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà. Thiện hiện đại Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Muốn vì hữu tình giảng giải chỉ bày sắc không sanh không diệt không nhiễm không tịnh thọ tưởng hành thức không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng không sanh không diệt không nhiễm không tịnh trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sanh không diệt không nhiễm không tịnh đó là đại bồ tát vì muốn làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thế nào là đại bồ tát vì muốn làm chỗ tới cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thiện hiện đại bồ tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề muốn vì hữu tình giảng giải chỉ bày sắc nên lấy hư không làm chỗ tới thọ tưởng hành thức lấy hư không làm chỗ tới nói rộng cho đến trí nhất thiết lấy hư không làm chỗ tới trí đạo tướng trí nhất thiết tướng lấy hư không làm chỗ tới vì tất cả pháp đều như hư không không có sở hữu nên đại bồ tát muốn vì hữu tình giảng giải chỉ bày sắc chẳng phải tới chẳng phải chẳng tới vì sao? Vì tánh của sắc là không. Trong không không có tới, không có chẳng tới. Thọ tưởng hành thức chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của thọ tưởng hành thức là không. Trong không không có tới, không có chẳng tới. Nói rộng cho đến trí nhất thiết, chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của trí nhất thiết là không, trong không không có tới, không có chẳng tới. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải tới, chẳng phải chẳng tới. Vì sao? Vì tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, trong không không có tới, không có chẳng tới. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn làm chỗ tới cho thế gian, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao thiện hiện tất cả Pháp đều lấy không vô tướng vô nguyện làm đích? Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không vô tướng vô nguyện đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả Pháp đều lấy vô khỏi vô tác làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô khỏi vô tác, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô sanh vô diệt làm đích, các đại Bồ Tát đều không thể vượt khỏi đích này, vì sao? Vì trong vô sanh vô diệt đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô nhiễm vô tịnh làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này, vì sao? Vì trong vô nhiễm vô tịnh đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô sở hữu, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy như giấc mộng cho đến như thành tầm hương làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong mộng cho đến như thành tầm hương, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô lượng vô biên làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô lượng vô biên, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy chẳng cho chẳng giữ làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong chỗ chẳng cho chẳng giữ ấy, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy chẳng nâng lên chẳng hạ xuống làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này, vì sao? Vì trong sự chẳng nâng lên chẳng hạ xuống, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không đến không đi làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này, vì sao? Vì trong không đến không đi, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc thiện hiện tất cả pháp đều lấy không tăng không giảm làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không tăng không giảm, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không vào không ra làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không vào không ra, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc thiện hiện tất cả pháp đều lấy không nhóm họp không tan rã làm đích các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này vì sao vì trong không nhóm họp không tan rã đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc thiện hiện tất cả pháp đều lấy không hợp không lìa làm đích các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này vì sao vì trong không hợp không lìa đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc thiện hiện tất cả pháp đều lấy ngã cho đến người thấy làm đích các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này vì sao vì ngã cho đến người thấy còn rốt giáo vô sở hữu huống gì trong đây có đích và phi đích có thể đắc thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô ngã cho đến không người thấy làm đích các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này vì sao vì vô ngã cho đến không người thấy còn rốt giáo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy thường lạc ngã tịnh làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì thường lạc ngã tịnh còn rốt giáo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả Pháp đều lấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, còn rốt giáo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả Pháp đều lấy việc tham sân si làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì việc tham sân si còn rốt giáo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả Pháp đều lấy việc kiến sở tác làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì việc kiến sở tác còn rốt giáo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc.